Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, ở trong video ngày hôm nay thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái lá số tử vi của những gia chủ tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 trong 3 cái tháng 7, 8, 9 âm lịch năm 2023 nó Quý Mão. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi để biết cái vận hạn của mình như thế nào. Và trong 3 tháng này thì có một cái tháng cực tốt giúp quý vị có thể là đầu tư kinh doanh để tăng thêm cái lợi nhuận và giúp cho quý vị cải thiện được cái vận mệnh của mình. Vậy thì trong 3 tháng này thì tháng nào tốt nhất, tháng nào xấu nhất? Và quý vị sẽ gặp những vận hạn gì và cơ hội gì sẽ đến với những gia chủ tuổi Giáp Tuất? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần luận giải ngay sau đây. Trước khi bước vào phần luận giải chi tiết thì quý vị hãy hoan hỉ bấm vào nút đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu đi xét về cái lá số tử vi của những gia chủ tuổi Giáp Tuất. Trước khi đi vào phần luận giải chi tiết của cái 3 tháng 7, 8, 9 âm lịch, cái vận trình của những gia chủ tuổi Giáp Tuất, thì chúng ta cũng nên là tìm hiểu qua một chút về cái vận trình của năm. Từ đó sẽ biết được cái vận may của những người Giáp Tuất là gì và có những cái lưu ý gì để các bạn cũng biết được mà nắm bắt lấy cái cơ hội và cái thời điểm nào sẽ là thời điểm thuận lợi nhất với những người tuổi Giáp Tuất. Thì chúng ta biết ấy, năm 2023 năm Quý Mão thì chúng ta cục diện là Mão và Tuất là nhị hợp. Cái cục diện nhị hợp nó mang lại cho những người tuổi Tuất nhiều cái cơ hội để hợp tác kinh doanh làm ăn. Đây là cái thời điểm tốt để các bạn khẳng định cái năng lực của bản thân và phát triển cái sự nghiệp của mình, tỏa sáng trên cái con đường kiếm tiền. Có thể các bạn trong thời gian này có thể xuất tiền cái khoản tiền lớn để đầu tư trong năm, hứa hẹn sẽ thành công rực rỡ và mang lại cái vận may quý nhân cũng như là mang lại cái cơ hội tốt đến với những người tuổi Giáp Tuất. Bên cạnh đó, Giáp Tuất, chúng ta ngũ hành Giáp Tuất là thuộc hỏa, là sơn đầu hỏa, và Quý Mão là kim mệnh kim, đúng không ạ? Thì cái cục diện là bị xung khắc, tức là gì? Tuổi khắc năm. Vậy nên là trong thời gian này thì các bạn cũng lưu ý về vấn đề sức khỏe cũng như là chuyện tâm tư tình cảm, nó sẽ bị biến động. Với những người còn độc thân ấy, thì các bạn nên chủ động cởi mở hơn trong cái quan hệ tình cảm của mình. Quý vị đừng có mãi mà giữ chặt cái cánh cửa của trái tim lại. Thì bên cạnh đó, năm nay thì đi lại cũng cần phải chú ý đến cái vấn đề an toàn giao thông, kẻo gặp những cái tai ương bất ngờ ập đến. Thêm nữa, chúng ta có Giáp gặp Quý thì nó là chính ấn, thì được cục diện chính ấn nâng đỡ nên là những người tuổi Giáp Tuất sẽ tìm ra được con đường mới mẻ để khẳng định cái năng lực của bản thân và gây được ấn tượng tốt với ban lãnh đạo trong cái năm, trong năm nay. Dù công việc có khó khăn đến mấy thì các bạn cũng có thể bình tĩnh tìm ra cái cách giải quyết một cách hợp lý. Thêm vào đó, cái tinh thần quyết tâm, cái sự cố gắng của các bạn cũng sẽ khiến cho quý nhân chú ý. Đối phương có thể chỉ điểm cho các bạn, thậm chí là giới thiệu cho các bạn những cơ hội cực kỳ đáng quý để các bạn có thể phát triển nhanh chóng hơn nữa. Chúng ta đi qua một chút về lá số của những gia chủ tuổi Nam Mạng. Nam Mạng 1994 Giáp Tuất ấy, thì năm nay gặp cái lưu niên mộc dục, nó khiến cho các bạn tuổi Giáp Tuất luôn cảm thấy có cảm giác là không ổn định, có cảm giác trông chênh. Và đó là cái điều thường thấy khi mà các bạn bắt đầu vào cái thứ gì đó. Không ai dám chắc tương lai sẽ đưa bạn đi được đến đâu cả. Nhưng mà các bạn đừng để những cái nỗi sợ hãi nó cản bước mình. Cái cuộc sống còn đang rất nhiều điều thú vị, nó đang chờ đón các bạn ở phía trước. Vì vậy các bạn đừng để bất cứ cái vật gì hay là bất cứ ai ngăn cản cái con đường đi của mình. Tất nhiên là cái việc này nó cũng sẽ khiến bạn phải đánh đổi. Nhưng mà các bạn cũng cần tập trung trong từng giai đoạn nhất định. Thêm nữa là những người tuổi Giáp Tuất là năm 2023 nó Quý Mão là 30 tuổi. 30 tuổi gặp cái sao là cái sao Thủy Diệu. Cái sao này nó vừa tốt vừa xấu, nó tùy thuộc vào từng tháng. Nó chủ về cái tài lộc, chủ về cái như ý và hỷ sự. Thì ngoài ra, khi mà gặp cái sao này thì các bạn cũng cần kiêng kỵ cái chuyện sông nước và giữ gìn cái chuyện lời ăn tiếng nói để tránh gặp những cái thị phi, đàm tiếu và nó bất lợi cho mình. Đặc biệt cái sao này nó xấu nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Vì vậy mà trong cái tháng Tân Dậu sắp tới đây thì các bạn cũng cần phải hết sức lưu ý. Thêm nữa là Giáp Tuất 1994 thì năm 2023 năm Quý Mão là 30 tuổi. 30 tuổi lại gặp cái hạn là hạn ngũ mộ. Đấy, các cụ nói là gì? Ngũ mộ hạn xấu tổn tài, thiên tinh mắc phải thì họa tai ngục hình. Cái hạn ngũ mộ nó chủ về cái kinh tế, tài chính và tiền bạc, cũng như là gì? Nó làm liên lụy đến sức khỏe, tài vận và sự nghiệp của mỗi người. Và vào cái năm hạn ngũ mộ ấy, thì các bạn cần phải cẩn trọng mọi việc liên quan đến tiền bạc để tránh gây hại về tiền bạc và về cái, tức là gây đến tổn hại, gây đến thiệt hại về người và của ấy. Đó. Các bạn biết cái hạn ngũ mộ nó là một cái tiểu hạn được cho là xấu về con đường kinh tế tiền bạc của con người. Tiền bạc thì chỉ là vật ngoài thân thôi, nhưng mà cũng là cái thứ mà khiến cho con người đam mê và trăn trở. Bởi vào năm hạn ngũ mộ thì rất dễ xảy ra những cái việc mất mát tiền của, khiến cho tài chính bị suy kiệt, khiến cho gì
con người cảm thấy buồn rầu và nó bị sụt giảm, ảnh hưởng đến sức khỏe cá nhân. Và trong năm 2023 Quý Mão này thì những người tuổi Giáp Tuất 1994 ấy, thì các bạn hãy sử dụng một cái Minh Quang Pháp Bảo. Cái Minh Quang Pháp Bảo là một cái pháp khí của nhà Phật, mặt trước và sau nó in hình là bông hoa sen, liên hoa ấy, tượng trưng cho sự thanh khiết, sự thuần khiết. Và cái này được thiết kế bằng hình lục giác và trên 6 mặt lục giác này thì có chứa lục tự đại minh chú của nhà Phật. Bên cạnh đó thì mặt trước ở giữa có chứa cái viên cầu pha lê. Thì trong đó có chứa cái chú là chú Bát Nhã Tâm Kinh cũng như là cái hình tượng Quan Thế Âm Bồ Tát đang ngồi thiền. Và khi chúng ta xoay cái đèn khoa ấy, xoay đèn flash qua thì nó sẽ hiện ở trước mặt cái bài chú Bát Nhã Tâm Kinh cũng như là cái hình tượng Quan Thế Âm Bồ Tát đang ngồi thiền. Và bên cạnh đó quý vị cũng có thể cho hiện cái bài kinh lên bằng cách là gì? Đặt cái mặt trước vào cái camera điện thoại thì nó cũng sẽ hiện lên cái bài chú Bát Nhã Tâm Kinh đó. Thì với cái sự là khi chúng ta xoay vào nó hiện lên đúng không ạ, thì nó mang cái hình tượng là khai sáng, khai thông trí tuệ, khai thông cái tư tưởng của chúng ta. Từ đó sẽ giúp cho tư tưởng được hành thông thuận lợi và nó trí tuệ của chúng ta sẽ được minh mẫn hơn. Nó sẽ giúp hóa giải những cái vận hạn xấu như là cái hạn sao thủy diệu, hạn ngũ mộ cũng như là cái hạn vị nam la hầu nữ kế đô vân vân. Đấy, đặc biệt cả hạn tam tai nữa. Vì vậy cho nên là trong thời gian này thì những người tuổi Giáp Tuất quý vị hãy luôn mang theo bên mình một cái Minh Quang Pháp Bảo. Cái vật phẩm này cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên khi mà quý vị mà thỉnh cái Minh Quang Pháp Bảo ấy thì quý vị hãy để lại họ tên, ngày tháng năm sinh cũng như là giờ sinh để được khai quang chỉ chú theo tuổi của mình. Nó sẽ giúp mang lại cái may mắn và cái tài lộc đúng cho bản thân. Đó. Đó là nam mệnh. Tiếp theo chúng ta còn xét về nữ mệnh. Thì nữ mệnh tuổi Giáp Tuất 1994 thì năm 2023 nó Quý Mão thì quý vị cái nguyệt là lưu niên ấy, nó lâm vào đất giữa. Vậy nên là trong cái năm 2023 nó Quý Mão này thì những người tuổi Giáp Tuất nói chung là khá chịu thương chịu khó. Và bản mệnh luôn sẵn sàng đối mặt với những cái trở ngại, những cái biến cố. Không một chút kêu ca, không một chút oán giận. Không những thế, do là gặp được cục diện tam hợp nữa nên là nó cũng sẽ nói lên rằng là những người tuổi Giáp Tuất ấy có thể là có tài ăn nói, có tài ứng xử một cách rất hợp lý. Cách cư xử hào phóng và cái tính cách đáng tin cậy sẽ trở thành cái bàn đạp để dẫn dắt những người tuổi Giáp Tuất đến thành công và may mắn sẽ đi theo sau các bạn. Trong năm nay thì những người tuổi Giáp Tuất 1994 nữ mạng thì gặp cái hạn là cái hạn cái sao là sao Mục Đức. Cái sao Mục Đức cũng là một cái sao tốt, nó mang ý nghĩa là mang đến cái sự an lành, may mắn và cái hỷ sự. Đặc biệt sao này nó tốt vào tháng 10 và tháng 12 âm lịch. Tuy nhiên với nữ giới thì nên đề phòng cái bệnh máu huyết. Đấy, vậy nên là các bạn cần phải lưu ý nhé. Thêm nữa là cái năm nay thì gặp cái hạn, hạn năm là hạn ngũ mộ. Các cụ vẫn nói là gì? Ngũ mộ hạn xấu tổn tài, thiên tinh mắc phải thì họa tai ngục hình ấy. Cái hạn ngũ mộ là cái hạn chủ về kinh tế, tài chính và tiền bạc. Nhưng mà cũng nó cũng làm liên lụy đến sức khỏe, đến tài vận và đến sự nghiệp của các bạn. Vậy nên trong cái năm mà gặp hạn ngũ mộ này thì các bạn cần phải hết sức chú ý. Mặc dù nó là một cái tiểu hạn ấy, nhưng nó cũng được cho là xấu về con đường kinh tế, tiền bạc và tài vận. Vậy nên trong thời gian này thì các bạn cũng phải hết sức chú ý, tránh để những cái chuyện mất mát là tiền về tiền bạc nó xảy ra. Nó khiến cho gì? Chúng ta sẽ bị suy sụp về tinh thần, buồn rầu và nó ảnh hưởng đến sức khỏe của cá nhân. Và để hóa giải cái hạn này thì những người tuổi Giáp Tuất nữ mạng thì các bạn cũng nên sử dụng một cái Minh Quang Pháp Bảo. Đây là một cái pháp khí của nhà Phật, nó giúp tịnh tâm an thân. Đặc biệt là trong cái tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn sắp tới đây thì cái Minh Quang Pháp Bảo nó cũng sẽ giúp quý vị và các bạn là xua đuổi tà ma, tránh xa âm khí và sẽ giúp cho chúng ta được gì? Tịnh tâm, được khai sáng trí tuệ. Từ đó những quyết định chúng ta đưa ra nó sẽ được chính xác hơn và không mắc phải những cái sai lầm trong công việc. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hành thông thuận lợi và tiền bạc nó cũng sẽ tự đến với gia chủ. Thì tổng kết lại trong năm 2023 năm Quý Mão này thì cái vận khí của những người tuổi Giáp Tuất nói chung là tốt, có nhiều cái điểm sáng về công danh sự nghiệp và tiền bạc. Các bạn sẽ có một cái năm làm ăn tốt lành và đánh đâu thắng đó. Cái vận quý nhân nó vượng, nó còn mang lại cho những người tuổi Giáp Tuất nhiều sự hậu thuẫn kịp thời mỗi khi mà cần thiết. Nhờ đó mà con đường tăng tiến càng thêm được mở rộng hơn. Tuy nhiên cái tâm tư tình cảm thì có nhiều xáo trộn nên là các bạn tự tháo gỡ để không ảnh hưởng đến cái cuộc sống. Về phương diện sức khỏe thì các bạn cũng cần phải chú ý chăm sóc cái sức khỏe của mình. Thì cái sức khỏe từng tháng nó sẽ biến động khác nhau, tài lộc cũng vậy. Thì vậy thì tháng nào tốt, tháng nào xấu trong 3 tháng 7, 8, 9 âm lịch thì xin mời quý vị tiếp tục theo dõi này. Bây giờ chúng ta cùng đi vào tháng đầu tiên là tháng 7 âm lịch, là tháng canh thân, nó là tháng cô hồn ấy. Đấy. Chúng ta có tuất gặp thân. Đấy. Thân dậu tuất nó là cục diện tam hội. Thì được tam hội giúp đỡ nên là cái vận trình công việc nó cũng sẽ được hanh thông thuận lợi. Và trong thời gian này thì các bạn cũng mở rộng được cái mối quan hệ hợp tác kinh doanh cũng như là đầu tư. Nó mang lại, nó hứa hẹn mang lại cho các bạn những cái cơ hội quý giá
về để tăng thêm cái tài vận cho mình. Nhưng mà trong tháng này tiếc rằng là những người tuổi Giáp Tuất 1994 chúng ta có giáp vào canh thì nó là thất sát ở thiên quan ấy. Thì gặp cái cục diện thiên quan lâm vận thì nó cũng sẽ khiến cho những người tuổi Giáp Tuất 1994 ấy, thường xuyên bị bí ý tưởng hoặc là gì làm gì thì cũng bị xa rời thực tế. Cái thiên quan nó cũng nói cho các bạn là trong thời gian này thì các bạn cũng sẽ gặp cái hạn tiểu nhân hãm hại, luôn tìm cách ngăn cản chúng ta đi đến thành công ấy, luôn là gọi là gì kỳ đà cản mũi đấy. Vậy nên là trong thời gian này thì các bạn cũng cần phải hết sức lưu ý với những người bên cạnh, với những người xung quanh mình, đặc biệt là với đối tác, với bạn bè, với những người cận kề mình, để tránh khỏi cái họa tiểu nhân. Nó sẽ gây ảnh hưởng xấu đến công việc cũng như là tài lộc của các bạn. Vậy nên trong thời gian này để hóa giải cái hạn tiểu nhân ấy do cái thất sát mang lại thì các bạn hãy sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân là dần ngộ tốt nhé. Thưa quý vị, chúng ta biết là tháng 7 âm lịch tháng canh thân ấy, thì nó ẩn tàng ba thiên can canh, nhâm và mậu. Thì chúng ta có giáp gặp canh thì nó là vận, gọi là gì? Gọi là thiên quan. Thì bị thiên quan ngăn đường cản lối, vậy nên những người tuổi Giáp Tuất cần phải lưu ý khi mà trao đổi công việc với cấp trên. Khi quan điểm đôi bên có những cái bất đồng thì các bạn cần thay đổi cái góc nhìn của mình về cái vấn đề, chứ không nên khăng khăng khẳng định cái suy nghĩ của bản thân. Đó. Và cái thất sát nó mang lại cái vận xui cho các bạn về con đường là tức là gì, luôn bị tiểu nhân kỳ đà cản mũi ấy, là nó mang lại cái sự trắc trở trong công việc. Luôn có kẻ tiểu nhân nó cản trở và gây ra sự khó khăn trên cái con đường thăng tiến của các bạn. Thế nên là trong cái tháng 7 âm lịch ấy, thì các bạn hãy luôn nhớ là mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất. Cái vòng tam hợp quý nhân nó sẽ sử dụng cục diện tam hợp để nó hóa giải những xung sát, những cái thị phi và mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc cho các bạn. Đấy, từ đó sẽ giúp cho gì? Tài vận được hanh thông và công việc sẽ thuận đà phát triển. Đó. Khi mà các bạn gặp khó khăn, gặp trắc trở trong công việc thì cũng có được quý nhân tương trợ giúp đỡ, khiến cho công việc hanh thông và thuận lợi hơn. Thêm nữa là cái vòng tam hợp quý nhân nó sử dụng cái cát khí của tam hợp, nó sẽ giúp hòa hợp các mối quan hệ, đặc biệt là với các bạn mà đang còn độc thân ấy, thì các bạn có thể là mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, mở rộng cái mối quan hệ của mình ra. Thì cái mối quan hệ được mở rộng thì các bạn sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ và giao lưu được với nhiều người. Thứ nhất là nó tốt cho cái công việc, thứ hai là tốt cho cái chuyện nhân duyên của chúng ta. Vậy nên là các bạn hãy sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân để hòa hợp các mối quan hệ và mang lại cái may mắn về công việc cũng như là về vận tình cảm. Tiếp theo là chúng ta có giáp gặp nhâm thì nó là thiên ấn. Cái thiên ấn ghé thăm nó cũng cho thấy cái thời gian này thì những người tuổi Giáp Tuất được truyền cái nguồn cảm hứng sáng tạo để bứt phá trong công việc. Những cái vấn đề mà ở nơi làm việc ấy sẽ được các bạn giải quyết một cách khéo léo, nhanh gọn và được cấp trên đánh giá cao. Thêm nữa là chúng ta có giáp gặp mậu thì nó là thiên tài. Cái cục diện thiên tài nó xuất hiện nó cũng mang đến những cái thông tin tích cực. Nhưng mà các bạn cũng đừng vội vàng mua sắm khi mà chúng ta có tiền. Đây cũng là cái thời gian mà các bạn cần phải điều chỉnh cái vấn đề kinh tế của mình, giải quyết những cái rắc rối về tiền bạc có thể mang lại trong thời gian này. Nếu mà bên cạnh đó là trong cái tháng 7 âm lịch thì các bạn có lưu niên tử phù nó chiếu mệnh. Vậy nên là các bạn trong thời gian này cũng cảm thấy bị kèm cặp, bị vây hãm do cái sao tử phù nó cũng là một cái hung tinh trong cái vòng thái tuế. Nên là các bạn cũng phải hết sức lưu ý. Bên cạnh đó cái sao bệnh phù đối với nam nhé, nam mệnh thì gặp cái sao bệnh phù nó cũng chủ về cái chuyện bệnh tật, ốm đau bệnh tật. Nên là trong tháng 7 âm lịch thì những người tuổi Giáp Tuất 1994 cũng nên lưu ý về cái sức khỏe của mình. Còn nữ mệnh thì may mắn hơn là gặp được sao tướng quân. Tướng quân nó là một cái sao tốt, nó chủ về sự uy quyền mạnh mẽ, can trường, chủ về sự đứng đầu. Vậy nên là những người tuổi Giáp Tuất trong thời gian này thì cũng có tài lãnh đạo, cũng có tài ăn nói và cũng đưa ra được những quyết định đúng đắn trong cuộc sống của mình. Như vậy là trong cái tháng 7 âm lịch nhé. Trong tháng 7 âm lịch thì những người tuổi Giáp Tuất ấy, thì đây là một tháng quý vị nên mở rộng cái mối quan hệ của mình ra thôi, chứ cũng chưa được đầu tư kinh doanh nhiều đâu. Nếu các bạn ấy thì cũng có một cái vận may thiên tài nó ẩn tàng trong cái thiên can mậu này, thì các bạn cũng có thể tiến hành thử đầu tư thôi và cũng test trước đấy, mình test trước thị trường, chứ không nên là xuống tay tất cả kéo lại gì xảy ra cái chuyện mất mát về tiền bạc. Tiếp theo là chúng ta xét đến tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch nó là tháng Tân Dậu. Trong cái tháng Tân Dậu thì chúng ta có cục diện là Dậu và Tuất thì nó là gì? Nó cũng vẫn là tam hợp, vừa là tam hội, nó lại vừa là cục diện là lục hại. Vậy nên là trong thời gian này thì nó cũng sẽ có những cái khó khăn, có những trắc trở nhất định. Nhưng mà các bạn, đây cũng là cái thời gian, thời điểm mà các bạn cũng được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Vậy nên các bạn tích cực đi quan hệ, hợp tác, giao lưu để mở rộng cái mối quan hệ của mình.
Từ đó nó sẽ mang lại cho quý vị và các bạn những đối tác, những khách hàng mới và tìm kiếm được nhiều cơ hội hợp tác kinh doanh cũng như là nhiều cơ hội để đầu tư hơn. Thêm nữa, chúng ta có Giáp gặp Tân thì nó là chính quan. Cái cục diện chính quan nó nhắc nhở cho những người tuổi Giáp Tuất là cần nên đánh giá lại cái tình hình. Các bạn nên đề cao cái chất lượng công việc hơn là cái số lượng để giúp cân bằng những cảm xúc và cái hiệu quả công việc. Cái thái độ đúng về tiền bạc trong thời gian này cũng mang lại cho những người tuổi Giáp Tuất một cuộc sống là như ý, không lo thiếu thốn về tiền bạc. Ngay cả trong những cái hoàn cảnh khó khăn thì các bạn cũng biết cách xử lý mọi thứ một cách ổn thỏa và không phải tất bật sớm hôm như thời gian trước nữa. Đó. Và trong cái tháng này thì nó gặp cái lưu niên là lưu niên tuế phá, vậy nên là nó cũng sẽ có những cái xáo trộn trong cuộc sống, có nhiều cái thay đổi. Vì thế mà các bạn cũng cần phải chủ động chứ đừng để bị cái cục diện nó lôi kéo chúng ta đi theo chiều hướng xấu. Bên cạnh đó là trong tháng này thì nó gặp hai cái lưu niên là tiểu hao và đại hao. Thì tiểu hao đối với nữ và đại hao đối với nam. Thì nói chung quy lại là tháng 8 lịch thì các bạn cũng không nên là đầu tư kinh doanh. Vì là gì? Gặp cái cục diện đại hao tiểu hao nó rất dễ thất thoát về tiền bạc. Trong cái tháng này thì các bạn có cái chính quan nên là nó sẽ gì? Chủ về công việc được thuận lợi. Thêm vào đó là nếu mà khó khăn trong công việc thì cũng sẽ có được người tương trợ giúp đỡ. Và đặc biệt ý, chính quan nó cũng nói rằng là các bạn cũng sẽ có những cái cơ hội thăng tiến trong thời gian này đấy. Và có những cơ hội được tăng lương, thăng chức, tăng thưởng. Vậy nên là quý vị hãy tận dụng cái thời cơ này để giúp cho thời gian tới chúng ta sẽ có được cái vận trình nó tốt hơn. Đó là tháng 8 lịch. Tiếp theo chúng ta cùng xét về cái tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch nó là tháng Nhâm Tuất. Thì cái tháng Nhâm Tuất thì chúng ta có Tuất bình hòa rồi. Đó. Thêm vào nữa là trong cái tháng này thì cái cuộc sống cũng như công việc của những người tuổi Giáp Tuất thì nó cũng bình ổn. Chỉ có phần sức khỏe là nó có vấn đề một chút thôi. Các bạn cần phải chú ý đến sức khỏe của mình. Bên cạnh đó chúng ta có Giáp gặp Nhâm thì nó là Thiên Ấn. Thì cái cục diện Thiên Ấn nó cũng chỉ ra một vài cái hạng mục, một vài cái mục tiêu, một vài cái dự định cá nhân của các bạn bắt đầu gặt hái ra được những thành quả nhất định. Vì vậy các bạn hãy cố gắng nắm bắt lấy cái cơ hội. Đôi khi nó vẫn còn những cái áp lực, những cái khó khăn nó xuất hiện. Nhưng mà bằng cái sự nhạy bén, bằng khả năng xử lý linh hoạt của mình, nhất là lại có cái vận quý nhân nó vượng, vậy nên là những người tuổi Giáp Tuất vẫn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao một cách đúng tiến độ và tăng thêm cái độ uy tín của bản thân. Cũng như là được thì củng cố cái vị trí hiện tại. Cái cơ hội thì nhiều, nhưng bên cạnh đó thì các bạn phải bỏ ra rất nhiều công sức thì mới nắm bắt được. Một khi mà đã tạo được cái tiền đề, một khi mà đã tạo được cái nền tảng vững chắc rồi ấy, thì cái chuyện thăng quan tiến chức nó không còn là cái chuyện nhỏ nữa. Đó. Thêm nữa là chúng ta có Tuất thì ẩn tàng ba thiên can Mậu, Đinh và Tân. Đấy, chúng ta có Giáp gặp Mậu thì nó là cái vận thiên tài. Thì trong năm nay nó cũng nói lên rằng là những người tuổi Giáp Tuất ấy thì sẽ có cái cơ hội đầu tư kinh doanh. Thì các bạn nên mở rộng cái mối quan hệ kinh doanh của mình, đầu tư của mình. Và thay vào đó một số cái cơ hội đầu tư mạo hiểm thì các bạn cũng có thể tham gia được. Cái vận thiên tài này nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi Giáp Tuất vượt qua được những khó khăn ở cái tình hình tài chính hiện tại. Và trong cái tháng này thì có thể nhận được nhiều thông tin tốt lành về tiền bạc cũng như là các thông tin liên quan đến hợp tác đầu tư kinh doanh. Chúng ta có Giáp gặp Đinh thì nó là thương quan. Gặp cái cục diện thương quan này nó xuất hiện thì nó cũng không được mấy vui vẻ. Nó mang lại nhiều chuyện buồn phiền, nhiều chuyện buồn rầu. Đặc biệt ấy là luôn có kẻ tiểu nhân ngáng đường khiến cho gì công việc bị khó khăn, bị trắc trở. Vậy nên trong cái tháng 9 âm lịch thì các bạn hãy sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân là Dần, Ngọ, Tuất để mang lại cái vận may về tài lộc, vận may về tiền bạc cho các bạn. Khi mà được quý nhân tương trợ giúp đỡ thì công việc sẽ trở nên hanh thông thuận lợi hơn và từ đó tài lộc nó sẽ đến. Đó. Tiếp theo chúng ta có Giáp gặp Tân thì nó là chính quan. Đấy, chính quan nó cũng nhắc nhở những người tuổi Giáp Tuất trong thời gian này thì nên đánh giá lại cái tình hình. Các bạn nên đề cao cái chất lượng công việc hơn. Và bên cạnh đó thì cái chính quan nó cũng chỉ về cái sự là có được quý nhân tương trợ giúp đỡ và công việc sẽ hanh thông thuận lợi hơn. Cũng một số người sẽ có cái đà thăng tiến và sẽ có những cơ hội để thăng quan tiến chức trong thời gian này và được đi lên một cái vị trí cao hơn, cũng như là gì, tăng cường cái thu nhập và cái tài vận của mình. Thêm nữa là trong cái tháng 9 âm lịch lại có lưu niên Long Đức. Nó là một cái sao chỉ về sự đức độ hiền lành, chỉ về sự trung hậu và có duyên với tu đạo. Vậy nên trong cái tháng 9 âm lịch thì những người tuổi Giáp Tuất rất được mọi người yêu quý và cũng sẽ mang lại cái may mắn để mình. Thêm nữa là tháng 9 ấy nó có sao Phục Binh. Phục Binh đối với Giáp Tuất nam, còn nữ là sao Thanh Long. Thì cái sao Phục Binh nó chỉ về sự ám hại, chỉ về sự chúng là nó nói chung ấy là có những kẻ án binh bất động đang chờ thời, chờ các bạn, chỉ cần các bạn sơ sẩy.
thì sẽ xảy ra chuyện liền. Thêm nữa là gặp cái tháng 9 thì nữ mạng gặp cái sao Thanh Long. Thanh Long nó là một sao tốt, nó chủ về sự tốt đẹp đấy, và nó cũng là một cái sao giải thần rất là tốt. Nó chỉ sau sau hóa khoa thôi, và nó trừ được những bệnh tật, những cái tai họa mang đến với cái tính chất tâm linh huyền bí. Vậy nên trong thời gian này thì những người tuổi, nói chung là tháng 9 âm lịch là một tháng tốt với gia chủ tuổi Giáp Tuất 1994 nhé. Trong tháng này thì các bạn có thể có cái cơ hội đầu tư kinh doanh, hợp tác làm ăn cũng rất là tốt. Vậy nên quý vị hãy tận dụng cái thời cơ này để gia tăng thêm cái tài lộc và cái may mắn cho mình. Đó, đó là cái tháng 9 âm lịch. Quý vị thân mến, như vậy là trong 3 tháng 7, 8, 9 âm lịch ấy, thì nói chung là chỉ có tháng Tân Dậu là không được tốt với những người tuổi Giáp Tuất thôi. Còn cái tháng 7 và tháng 9 là hai cái tháng mà tốt cho cái cơ hội mở rộng cái mối quan hệ kinh doanh cũng như là hợp tác, đúng không ạ? Còn tháng 9 là cái tháng mà có cơ hội đầu tư, thì các bạn cũng nên là tìm hiểu kỹ thị trường trước, tìm hiểu cái lĩnh vực đầu tư của mình trước, sau đó thì mới tiến hành đầu tư nhé. Chứ đừng nên là nghe theo ai đó mà xuống tiền thì cũng rất dễ xảy ra những cái chuyện là mất mát về tiền bạc. Thưa quý vị, như vậy tôi đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái lá số tử vi của những gia chủ tuổi Giáp Tuất trong 3 tháng 7, 8, 9 âm lịch năm 2023 năm Quý Mão. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.